Chào mừng anh chị và các bạn đến với bản tin cập nhật thị trường dòng tiền cùng Top Farm Group. Và mình là Nguyễn Thế Hưng sẽ tiếp tục đồng hành với anh chị trên đường đầu tư chứng khoán. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau sau một tuần giao dịch cũng chắc có lẽ là tuần này chúng ta đã không còn căng thẳng như tuần rồi anh chị ha. Chúng ta đã có được những cái phiên thị trường nó cũng mặc dù cũng có những cái sự dập dìu, nhưng mà nếu mà những anh chị nhà đầu tư nào trong tuần rồi có xem clip review của Hưng về thị trường thì có lẽ chúng ta trong tuần này đó là một cái tuần phấn khởi đối với đa số anh chị nhà đầu tư, đúng không ạ? Khi mà các cổ phiếu của các nhóm ngành là bất động sản, vật liệu xây dựng và xây dựng, bất sản của công nghiệp đều đã tăng cực kỳ tốt. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vào chỉ tìm hiểu chi tiết về những cái diễn biến từng qua, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra những dự báo những nhóm ngành mà sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tuần tới anh chị ha. Đầu tiên thì chúng ta trong phiên hôm nay chúng ta có nhìn về độ rộng thị trường thì có được chúng ta thấy là ở sàn HOSE có 54% mã tăng điểm. Ở sàn HNX chúng ta có đến 68% mã tăng điểm, và ở sàn Upcom chúng ta có đến 62% mã tăng điểm. Và nếu mà chúng ta nhìn vào sàn HOSE thì ta cũng có thể thấy được là hôm nay thị trường chúng ta đã tăng rất là tốt. Mặc dù đã có cái giai đoạn nó chững lại ở khoảng giữa phiên. Tuy nhiên là dòng tiền đã vẫn mạnh mẽ vào cuối phiên chị ạ. Khi mà vào cuối phiên thì chúng ta có thấy được một cái lượng lượng tiền lớn chảy vào nhóm VN30 và đã kéo nhiều cổ phiếu bật tăng trở lại, trong đó có Hòa Phát nè, có Ri, nhiều cổ phiếu khác nữa đều đã bật tăng mạnh trở lại rất là tốt. Về xu hướng của thị trường thì chúng ta hiện tại có thể thấy được vẫn là 86% mà mã cổ phiếu nằm trên đường EMA 20, hay là Hưng hay giải thích đơn giản đó chính là chúng ta có đến 86% mã cổ phiếu trên thị trường vẫn đang có một xu hướng tăng ngắn hạn. Và chúng ta có con số tiếp theo đó chính là 93% mã cổ phiếu nằm trên đường EMA 50. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hiện tại chúng ta có đến 93% mã cổ phiếu có được một cái xu hướng tăng trung hạn cực kỳ tốt. Thì nhìn vào những cái con số thống kê này, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, thị trường chúng ta đang có một cái con sóng uptrend cực kỳ mạnh và dòng tiền cực kỳ lớn đang đổ vào thị trường. Chính vì vậy, đây có thể nói là một trong sẽ là một cái con sóng tăng lớn của thị trường, một trong những cơ hội có một không hai của thị trường. Chính vì vậy mà chúng ta có anh chị nhà tư chúng ta có thể gọi là tận dụng cơ hội này để kiếm được những cái lợi nhuận tốt nhất nha anh chị ha. Nhưng đừng quên cũng nhưng cũng đừng quên những cái rủi ro mà chúng ta có thể gặp phải khi mà thị trường tăng quá nóng, thì chúng ta cũng có những cái mức tham gia hợp lý, margin hợp lý anh chị ha. Về tiếp tục giao dịch khối ngoại thì trong tuần rồi chúng ta có được khoảng gần một tuần được khối ngoại quay lại mua gồng, thì trong tuần này chúng ta lại tiếp tục chứng kiến là khối ngoại sẽ bán gồng của khối ngoại anh chị ha. Thì như Hưng cũng có nói là trong tuần rồi và tuần trước chúng ta có sự xuất hiện của một cái quỹ bên Thái Lan, nó là tham gia mua nên là chúng ta có thấy được một lượng mua rồng. Tuy nhiên hiện tại thì có lẽ là nó đã mua xong rồi và chúng ta vẫn chứng kiến những áp lực bán rất mạnh từ khối ngoại. Và tất nhiên rồi thì cái việc bán gồng của khối ngoại thì nó cũng không có thay đổi về cái tình hình chứng khoán hiện tại của chúng ta, khi mà từ lâu thì nó đã không có một cái sự tác động nào quá lớn đến thị trường. Và nếu mà khối ngoại mua, chúng ta vẫn thường nói là nếu khối ngoại mua rồng thì thị trường chúng ta sẽ mang một sắc tích cực hơn, còn nếu là nó bán rồng cũng không sao cả anh chị ha. Về phân loại dòng tiền và vốn hóa của ngày hôm nay, chúng ta thấy được là một cái sự phân hóa dòng tiền cũng khá là đồng đều. Tập trung nhiều vẫn là nhóm small cap và mid cap, và một lượng ít hơn là ở nhóm VN30 và large cap. Thì chúng ta có thể thấy rõ đó là dòng tiền vẫn vào small cap và mid cap và cực kỳ mạnh, và trong đó tiêu biểu vẫn là các cổ phiếu của nhóm ngành vật liệu xây dựng anh chị ha, bất động sản. Hôm nay thì có thể nhìn vào cái biểu đồ này cho chúng ta có thấy được là cái sự lan tỏa cái dòng tiền nó tốt như thế nào. Với cái tất cả các nhóm ngành, rất là nhiều nhóm ngành đều được đã hưởng lợi và nhận được cái dòng tiền tham gia ngày hôm nay. Không chỉ những cái nhóm ngành đã tăng trưởng trong thời gian qua như vật liệu xây dựng, thép vân vân,
mà chúng ta có thấy được cái sự trở lại của một ít ngân hàng, của chứng khoán, của nhóm công nghệ, của nhóm năng lượng điện anh chị ha, và cả nhóm thương mại nữa. Nhóm thương mại chúng ta có P&G đây, nhóm chứng khoán chúng ta có CTG, TCB, MBB, STB vân vân. Nhóm công nghệ chúng ta có FPT. Đấy, đây chính là những cái cổ phiếu mà cũng đã hôm nay đã quay lại tăng và kéo nhóm VN30 chúng ta hút được được một lượng tiền anh chị ha. Không nói dài thêm nữa, chúng ta sẽ mình Hưng lại quên mở cái bảng GGE, cái màn hình của Hưng nó hơi tùm lum một tí, anh chị đừng đi nhé. Đây chúng ta có những cái biểu đồ quan trọng nhất hôm nay. Đầu tiên chúng ta nói về cái chỉ báo tâm lý thị trường trước. Thì hôm nay vẫn là tiếp tục một cái phiên mà có một cái tâm lý của chúng ta có hơn nhớ không làm là nó đang đi ngang. Có thể hình như nhớ hình hôm qua là ngày 78, chỉ báo tâm lý là 78. 78 hay 76 rồi đó, và hôm nay chỉ báo tâm lý vẫn ở mức 76. Thì cho đầu tiên là chúng ta thấy được cái mức 76 thì vẫn là một cái mức hưng phấn của thị trường, nên là có thể thấy là các anh chị nhà tư chúng ta trên thị trường vẫn có một cái tâm lý rất là tốt anh chị ha. Thị trường tăng, mức tâm lý vẫn còn tốt, các chỉ báo kỹ thuật vẫn ok, các chỉ báo xu hướng vẫn còn còn khá tốt, nên vẫn chúng ta vẫn chưa có một cái tín hiệu xấu gì hết trong giai đoạn hiện tại. Rồi chúng ta sẽ bước vào cái phần chính nhất của cái ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ nhìn lại những dự báo của chúng ta trong tuần rồi và tiếp tục đưa ra những dự báo trong tuần này anh chị ha. Tuần rồi Hưng đã đưa những cái dự báo về những các nhóm ngành tăng trưởng mạnh và cũng có show ra những cái khuyến nghị của các cổ phiếu mà đã cho. Trong đó thì có những cái nhóm ngành như chúng ta có là đầu tiên là nhóm số 2 bất động sản khu công nghiệp này. Số 11 nhóm dệt may, số 10 nhóm nông thủy sản. Thì trong tuần này chúng ta có thể thấy được cái nhóm ngành này nó vẫn đang tăng trưởng anh chị ha. Nó vẫn đang đây, số 2, số 11, số 10 nó vẫn đang đi rất là mạnh. Chúng nó vẫn đi một đoạn dài ở trong cái phần của những nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Chúng ta có nhóm số 6 là nhóm xây dựng, trong tuần này cũng tăng rất tốt và không có gì xa lạ. Rất là nhiều cổ phiếu xây dựng đã được khuyến nghị bởi công cụ GA. Thì một tí hơn sẽ show cho anh chị chúng ta thấy ha. Chúng ta sẽ đi vào từng nhóm. Đầu tiên là nhóm bất động sản khu công nghiệp. Trong tuần rồi Hưng đã có dự báo các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp đặt tiêu biểu đó chính là KBC và RVR, khi mà Hưng đã khuyến nghị mua khi mà nó vẫn còn ở cái vùng giá khoảng 48. Anh chị có thể bật lại cái clip cũ của Top Farmer Group trong dự báo tuần rồi của Hưng để xem ha. Thì giá hiện tại của chúng ta bây giờ đã là giá 50 53 rồi. Giá hiện tại của chúng ta đã là 53.6 rồi, và nếu những anh chị nhà tư nào đã mua theo khuyến nghị của Hưng thì chúng ta cũng đã đạt được mức lợi nhuận gần 10% trong tuần này anh chị ha. Hưng xin chúc mừng những anh chị nhà tư đã tin tưởng và đã có mua theo khuyến nghị của Hưng. Tiếp theo chúng ta có như cổ phiếu RVR. Thì với một cái biểu đồ chạc tương tự thì Hưng cũng đã có khuyến nghị với cổ phiếu RVR. Thì tuy nhiên thì cổ phiếu RVR chúng ta có một cái mức tăng thấp hơn. Có lẽ khoảng cũng được khoảng 3%, đâu đó 3-4%. Đó thì chúng ta không nhiều nhưng chúng ta cũng đã có lãi anh chị ha. Đây là hai cổ phiếu tiêu biểu của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, và những cái dự báo của chúng ta đã đúng anh chị ha. Tiếp theo chúng ta có những dự báo về nhóm ngành số 11 là nhóm ngành dệt may nè. Nhóm ngành dệt may chúng ta có tiêu biểu một vài cổ phiếu như là VRT, TCM, TNG. Đây thì VRT thì là cổ phiếu này thì Hưng cũng có giới thiệu trong cái công cụ RA và chúng ta đã có chốt lãi rồi, nên là và cái nền giá của nó cũng không có tốt để mà mua mới. Chính vì vậy mà chúng ta cũng chỉ xem và cho biết thôi. Đây VGT đã chốt lãi trước đó. VGT chúng ta đã chốt lãi vào ngày 3 tháng 11 rồi, đã chốt lãi ở tuần rồi, chúng ta đã chốt lãi ở cây nến này rồi, và hiện tại nó vẫn tiếp tục tăng nữa anh chị ha. Cho thấy này cho thấy cái dự báo của chúng ta vẫn khá là chính xác khi mà một nhóm cổ phiếu nó đã tăng mạnh vào cái nhóm dẫn dắt thị trường này.
thì phần trăm cao thì các cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng trưởng nữa và nó sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Chúng ta có các cổ phiếu còn lại như TCM, TNG. TNG thì trong tuần này giảm điều chỉnh, có sự một sự giảm điều chỉnh đó chị ha. Tuy nhiên thì chính xác thì nó vẫn đang có một cái vùng mua khá là tốt. Đây, nó đang có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Đây nó đang có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Thì những anh chị đầu tư nào mà chúng ta vẫn có ấy thì chúng ta vẫn có thể tham gia anh chị ha. Cá nhân đối với Hưng thì khi mà một nhóm ngành nó vẫn đang trong cái nhóm leading thị trường. Số 11 đây, nhóm ngành dệt may vẫn đang nhóm leading thị trường và nó về một cái vùng giá hỗ trợ hợp lý thì chúng ta có thể canh tham mua tại đây, tham gia tại đây chị ha. Đây, giảm về điều chỉnh, giảm về điều chỉnh chúng ta thể tham gia tại đây và nó sẽ tập mặt tăng lại anh chị ha. Chính vì TNG anh chị có thể tham gia tại điểm mua như thế. Tiếp theo là TCM. TCM thì tương tự từng rồi Hưng cũng có nhắc và cũng đã có nói về những cái hiệu quả của công cụ GGA. Chúng ta đã có lãi với TCM và TCM cũng chúng ta đã được thông báo chốt lãi vào ngày 8 tháng 11 với mức lãi là hơn 20% chị ha. Ngày 8 tháng 11. Đây, chính là cái cây nến tiếp theo, cái cây nến ngày tiếp theo sau một cái cây nến tăng trần. Thì đối với cái xu hướng hiện tại của cổ phiếu TCM, nó hiện tại nó vẫn đang khá là tốt và nó cũng đang có một cái vùng hỗ trợ tại khá là tốt tại đây nè. Những anh chị nhà tư thì chúng ta tương tự, chúng ta có thể canh mua tại cái vùng giá thấp này khi giá cổ phiếu giảm như gần vùng này và chúng ta lại mua. Nếu khả năng cao theo xu hướng thì TCM sẽ có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới anh chị ha. Đây có thể là một cái vùng mua tương tự đối với cổ phiếu TCM anh chị nhé. Như vậy thì đối với nhóm dịch may trong tuần này thì chỉ có VGT là nó tăng, còn đối với TCM và TNG thì nó có sự suy giảm. Tuy nhiên cái sự suy giảm này cũng là một điều khá là bình thường và nó vẫn còn khá là tốt vậy ha. Chúng ta vẫn có thể tham gia và canh tham gia mua mới được. Tiếp theo chúng ta đến với cái nhóm số 10, đó chính là nhóm nông thủy sản. Nông thủy sản thì chúng ta có tiêu biểu một vài cổ phiếu như là VHC, ANV, VHC, ANV, FMC, các CMX, rất nhiều cổ phiếu. Và chúng ta nhìn chúng ta có cổ phiếu VHC thì tiếp tục là một tuần tăng trưởng tốt của cổ phiếu VHC khi nó đã đạt cái mức cao mới, đó chính là giá đóng cửa cao mới, đó chính là 64.674 chị nha. Một mức tăng cực kỳ mạnh của VHC sau khi mà nó có một cái vùng mua hợp lý ở vùng giá 48 và sau đó là liên tục tăng trưởng bám theo cái đường EMA 5 ngày này và chỉ có duy nhất một phiên giảm về đường EMA 20 ngày là tiếp tục là một cơ hội mua và hiện tại nó cũng đã có một cái lợi nhuận tốt anh chị ha. Thì đối với cổ phiếu VHC hiện tại thì GGA cũng đã có khuyến nghị chúc chúng ta chưa chút VHC. Chúng ta đã chốt lãi vào ngày 25 tháng 10 rồi, chúng ta không có khuyến nghị mua mới. Từ mà nhìn vào cái chart cầu thị hiện tại và cái sức mạnh xu hướng ngành như thế này, sức mạnh của ngành nó hiện tại vẫn đang rất là tốt. Tuy nhiên mà VHC hiện tại thì cái nền giá nó cũng không còn tốt nữa anh chị ha. Nên những anh chị nhà tư nào mà chúng ta có nắm giữ VHC thì chúng ta cứ ôm theo cái xu hướng tăng này thôi. Còn cái đối với hoạt động mua mới thì sẽ không Hưng sẽ không khuyến nghị anh chị nhé. Chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta có ANV. ANV thì tương tự như vậy, một cái cây nến tăng cực kỳ mạnh. Và ANV ANV đây, ANV đã có được khuyến nghị mua vào ngày 5 tháng 11 của công cụ GA lướt sóng chị ha. Và hiện tại nó cũng đang có mức lãi là 8% với giá mục tiêu của chúng ta là 43.6, giá mua và là 36.55 vào ngày 5 tháng 11. Ngày 5 tháng 11 là chúng ta mua vào cái cây nến này. Chúng ta đã mua vào cái cây nến này và hiện tại nó cũng đã có một cái mức lãi anh chị ha. Một mức lãi khá là tốt. Và với việc mà cái nhóm ngành nông thủy sản vẫn đang trong cái nhóm ngành dẫn dắt thị trường thì chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng và hy vọng cổ phiếu ANV sẽ đạt cái mục tiêu của chúng ta là ở mức 43.6 anh chị ha.
Hiện tại chúng ta vẫn đang lãi và chúng ta vẫn đang có một cái khuyến nghị đó chính là nắm giữ đây. Còn đối với hoạt động mua mới thì có lẽ là chúng ta không có một cái nền đang 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 không có một cái nền giá mua mới tốt. Chúng ta chỉ có một cái vùng hỗ trợ tại thứ nhất ở vùng ta một vùng hỗ trợ tại đây. Thứ hai chúng ta có một cái vùng giá tạo gáp tại đây. Đây là hai cái vùng hỗ trợ gần nhất đối với cổ phiếu ANV. Nếu mà chúng ta muốn mua thì chúng ta sẽ canh khi mà giá về các vùng này và mua lên anh chị ha. Vùng giá đi này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm ngành phân bón. Thì phân bón trong tuần rồi đã tăng cực kỳ mạnh. Tuy nhiên là chúng ta trong tuần này chúng ta có thể thấy là cái mũi tên nó đã có một cái sự giảm điều chỉnh nhẹ nè. Thì để chúng ta cùng xem đột chặt đồ thị của các cổ phiếu phân bón như thế nào anh chị ha. Đây, đây chính là cổ phiếu DCM. Thì trong tuần rồi vào cái phiên 5 tháng 11 đúng không ạ? Đúng rồi, thứ sáu tuần rồi là 5 tháng 11. Hưng đã có khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DCM. Xem xét đó chính là cái chiến lược giao dịch trade đỉnh và bởi cái dòng tiền vẫn đang cực kỳ mạnh trong trong cái phân tích tương rồi của Hưng. Dòng tiền chúng ta thấy được cái khối lượng vẫn tăng tăng mạnh kèm theo giá tăng kèm theo khối lượng tăng mạnh và giá cổ phiếu tuần rồi nó đã rét đỉnh. Đây, nó đã rét cái đỉnh của chúng ta với một cái khối với một cái cây khối lượng cực kỳ đột biến. Thì đây chính là một cái cơ hội mua. Cơ hội mua theo chiến lược rét đỉnh và nếu mà những anh chị nhà đầu tư nào. Tuy nhiên thì cái phiên tiếp theo vào ngày thứ hai á thì cổ phiếu DCM nó đã bật tăng cũng khá là mạnh. Chính vì vậy mà có lẽ sẽ không có nhiều anh chị nhà đầu tư nào có thể tham gia được hoặc là phải là cực kỳ mạo hiểm để mà anh chị nhà đầu tư tham gia khi mà cái mức rủi ro của nó cũng khá là cao ở mức cũng hơn 9%. Không biết là anh chị nhà đầu tư có mua được cổ phiếu DCM hay không. Tuy nhiên đối với những anh chị nào vẫn đang có DCM thì Hưng xin chúc mừng anh chị nhà đầu tư chúng ta đã có tiếp tục có được những cái khoản lãi và anh chị chú ý nhé, trong tuần này thì chúng ta bắt đầu đã có thể được cái sự mũi tên suy yếu dần này, một cái mũi tên chỉ là một cái đoạn điều chỉnh ngắn so với thị trường thôi, nó là một cái đoạn giảm yếu so với thị trường. Chính vậy mà anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ cần chú ý ở cái vùng giá hiện tại nhé, bởi vì đầu tiên là chúng ta có thấy được ở nhóm phân bón nó cũng đã tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua rồi, nên một cái giai đoạn điều chỉnh ngắn đây sau khi tăng mạnh thì nó sẽ thường có các đoạn điều chỉnh về MA20 hoặc MA50 và chúng ta đã thấy từ cái đoạn này cho đến hiện tại thì cổ phiếu DCM cũng đã tăng tới mức tăng cũng khoảng hơn 60% rồi, một mức tăng cực kỳ mạnh 60% sau sau cái lần chạm cái đường MA50. Chính vì vậy mà một cái đợt điều chỉnh khả năng cao sẽ có thể xảy ra và với những anh chị nhà đầu tư chúng ta đã có một cái mức lãi lớn rồi, chúng ta có thể cân nhắc chốt 50% và chỉ chừa 50% còn lại để chúng ta theo dõi cho đến khi nào mà chúng ta khi đến khi nào thị trường chúng ta có một cái sự đổi chiều đảo chiều thì chúng ta sẽ chốt 50% phần còn lại. Thì đó cũng là một cái chiến lược tốt anh chị ha, bảo toàn lợi nhuận sẽ là một cái cách tốt trong cái giai đoạn hiện tại vậy ha. Mặc dù dòng tiền rất là mạnh tuy nhiên mà càng tăng mạnh càng đã tăng mạnh thì khả năng điều chỉnh nó cũng sẽ khá là mạnh. Với cái mức tăng mà từ cái lần chạm MA50 gần nhất của nó là 60 hơn 60% thì cá nhân hơn sẽ có những dự báo về cái sự có thể những sự đảo chiều ngắn xảy ra. Chính vì vậy mà chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng những cái chiến lược giao dịch anh chị ha. DBM thì Hưng cũng có khuyến nghị trong tuần rồi khi mà cũng có nói đó đây là một cổ phiếu tốt, tuy nhiên mà cái dòng tiền của nó không được khỏe bằng cái cổ phiếu DCM. Đối với cổ phiếu DCM chúng ta thấy là khi giá tăng càng tăng thì cái khối lượng càng tăng, đây cho thấy đây khi giá càng tăng giá cổ phiếu càng tăng thì cái khối lượng giao dịch nó càng tăng lên. Thì ở cổ phiếu DBM chúng ta đang thấy được đó chính là khi giá càng tăng nhưng mà khối lượng giao dịch lại đang càng giảm dần, cho thấy là dòng tiền mua mới hiện tại đã có một sự suy yếu rõ anh chị ha. Mặc dù nếu mà những anh chị nhà đầu tư nào chúng ta mua mới ở cái giai đoạn vào phiên thứ sáu tuần rồi, nếu mà ngày
khuyến nghị mua mới của hơn 1 triệu thứ sáu tuần rồi. Chúng ta hiện tại vẫn đang có lãi, tuy nhiên chúng ta cần có sự chuẩn bị tâm lý về rủi ro khi mà chúng ta đang thấy dòng tiền nó bắt đầu yếu nè. Dòng tiền vào yếu thì sẽ rất là khó để một cổ phiếu có thể tiếp tục tăng mạnh và nóng như hiện tại nữa ha, và rất khả năng cao sẽ có những cái phiên điều chỉnh nó xảy ra anh chị ha. Có thể như điều chỉnh mức thấp nhất là có thể về đường MA 20 hoặc là về đường MA 50. Chính vậy, cá nhân Hưng sẽ có những cái khuyến nghị là chúng ta có thể canh chốt lời dần ở mức 50 đến 70% tài khoản đối với các cổ phiếu DCM, DBM này, và chúng ta chỉ chừa lại một ít nữa để theo dõi thôi. Bởi vì chúng ta nếu mà đã nắm đến hiện tại là chúng ta đã lãi rất là nhiều rồi, chúng ta nên bảo toàn cái lợi nhuận của mình anh chị ha. Nhóm xây dựng một cái nhóm cổ phiếu cực kỳ hot trong tuần này, và đã có một cái sự thành công cực kỳ lớn của anh chị nhà đầu tư của Top Farmer Group khi mà đã sử dụng công cụ GA hay là đã có xem clip review thị trường của Hưng trong tuần rồi. Thì đây đây chính là 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta có 8 cổ phiếu xây dựng được khuyến nghị từ ngày trừ một cái cổ phiếu TV2 được khuyến nghị từ ngày 5 tháng 10, thì chúng ta còn 7 là còn 7 cổ phiếu được khuyến nghị từ ngày 5 tháng 11, có nghĩa là vào cái ngày mà Hưng review vào tuần rồi cho anh chị xem. Chúng ta có các cổ phiếu như như là CTI, C4G, HVC, HHV, các HVC thì đây là CG, thì chúng ta đã có được mức lãi như thế này. Đây. Chúng ta có 7 mã cổ phiếu xây dựng được khuyến nghị mua mới trong tuần này và hiện tại đều đạt những mức lãi cực kỳ tốt. Thấp nhất đó chính là cổ phiếu C49. C49 cũng đã đạt tới mức lãi là hơn 5,568%. Hưng chưa biết là nó đã được update hay chưa. Giá hiện tại 18,8. Giá nó vẫn còn chưa được update anh chị ha. Nên nên mức lãi nó sẽ có thể là còn cao hơn cái mức này anh chị ha. Do là cái phần mềm nó sẽ cập nhật vào cuối phiên khoảng 5 giờ và hiện tại vẫn chưa update, nên chúng ta và đây chỉ là cái mức lợi nhuận so với ngày hôm qua thôi. Và hôm nay các cổ phiếu nếu mà anh chị có thể xem thì các cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng cực kỳ mạnh. Chúng ta có C4G tăng trần mức tăng 14%. Wow. Hưng cũng hơi bất ngờ đấy, tại vì sớm hơn theo dõi thì nó chỉ có tăng 7-8% thôi. Wow, và cuối phiên hiện tại nó đã tăng đến 14%. Như vậy là hiện tại C4G khả năng cao là nó đã đạt tới mức lãi là giá mục tiêu đây. C4G hôm nay đã vượt mức giá mục tiêu, với giá mục tiêu chúng ta chỉ là 16,9 và giá hiện tại của nó là 18,2 rồi. Mức lãi hơn 20 mấy% chỉ trong vòng một tuần nắm giữ. Đây, từ ngày 5 tháng 11 là Hưng, anh chị có thể xem clip của Hưng để mà xem á. Xem clip cái tuần rồi của Hưng để mà xem là Hưng đã có những khuyến nghị mua đối với các cổ phiếu nhóm ngành xây dựng, về cái bởi vì cái dự báo cái dòng tiền này sau khi nhóm ngành xây dựng nó vượt nó vào tăng lại vào cái nhóm ngành dẫn dắt thị trường đây. Và rất là nhiều cổ phiếu xây dựng đã được khuyến nghị mua trong tuần này và đều đang cực kỳ lãi tốt. Anh chị có thể kiểm tra từng mã để chúng ta có thể thấy được cái lợi nhuận của các mã này như thế nào anh chị ha. Đây FCN vùng mua vào tuần rồi ngày 5 tháng 11 đây, cây nến như thế này, và chúng ta có thể mua trong ngày thứ hai, thậm chí là có thể mua được giá đỏ luôn anh chị ha. Và hiện tại một mức mức lợi nhuận rất là tốt. Nếu mà chúng giả sử như chúng ta mua ngay cái giá mở cửa thì cái mức lợi nhuận hiện tại cũng đã là gần 10%. Chúng ta có HVC cực kỳ nổi trong tuần này. Đây, cái phiên là ngày 5 tháng 11 và ngày 6 tháng 11 chúng ta có thể mua và hiện tại chúng ta cũng đang cực kỳ lãi anh chị ha. Đây thì hơn xóa bớt một số cái tính toán đây, chúng ta vẫn đang cực kỳ lãi. Nhưng mà chúng ta mua vào cái phiên 6 tháng 11 chúng ta vẫn có mức lãi cũng được hơn 7%. Chúng ta có CTI hôm nay cũng đã tăng mạnh hơn 4%. Đây, rất là nhiều cổ phiếu anh chị á, rất là nhiều cổ phiếu xây dựng theo cái dự báo của công cụ biểu đồ sức mạnh của Top Farmer Group, độc quyền của Top Farmer Group, Top Farmer Group anh chị ha. Và hiện tại nó đều đang cho thấy cái sự hiệu quả của mình. Và Hưng xin chúc mừng những anh chị nhà đầu tư chúng ta đã
Đầu tiên đến cho những anh chị nhà đầu tư đã sử dụng công cụ GA lướt sóng của Top Farmer Group, những anh chị là khách hàng của Top Farmer Group đã sử dụng cái công cụ trong thời gian qua, và hơn cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà đảm bảo các anh chị đều hiện tại đều đang rất là vui vẻ bởi những cái khuyến nghị đều đang có lãi cực kỳ tốt. Và Hưng cũng xin chúc mừng cho anh chị đã có xem clip review này của Hưng hàng tuần, và nếu mà những anh chị nào có tin tưởng và mua theo thì hiện tại chúng ta đều đã có những cái mức lãi cực kỳ tốt anh chị ha. Đây, HHV. HHV tăng cũng rất là tốt từ cái phiên từ ngày 6 đây, ngày 5 chúng ta ngày 8. Nếu chúng ta mua cái vào cái cây tiếp theo thì chúng ta hiện tại cũng đã đạt mức lợi nhuận hơn 13%. Cực kỳ tuyệt vời anh chị ha. Và đó chính là những cái hiệu quả của các cổ phiếu của nhóm ngành xây dựng. Ở đây là chúng ta đã chốt rồi, cổ phiếu TV2 cũng thuộc nhóm ngành xây dựng mà chúng ta khuyến nghị ngày 5 tháng 10, và chúng ta cũng hôm nay cũng đã có cho khuyến nghị bán vào ngày phiên hôm nay anh chị ha. TV2 đó thì cũng đã đạt mức lãi hơn 20%. Thì trung bình thì các cổ phiếu trong cái khuyến nghị của công cụ GA lướt sóng đều có mức chốt lãi đều khoảng trên 20% anh chị ha. Và rất rất nhiều cổ phiếu đạt mức lãi cao hơn nữa, tùy vào cái khả năng nắm giữ của nhà đầu tư. Sẽ có những cổ phiếu mà cái đà tăng nó sẽ còn tốt và sẽ được khuyến nghị nắm giữ lâu hơn, ví dụ như thậm chí như cổ phiếu Hòa Bình, chúng ta trước đó đã có một cái vòng mua của nó với mức lãi từ giá 15.8 và chúng ta chốt lãi vào 19.3 với mức lãi là hơn ba gần 33%, và sau đó chúng ta lại mua lại ngay sau đó và với giá mua là 20.9, và chúng ta lại tiếp tục có một mức lãi, đó chính là nếu update thời gian mới thì chúng ta có được mức lãi là hơn 7%. Như vậy là tổng cái khuyến nghị chúng ta đã có mức lãi là hơn 40% rồi đó anh chị có thể thấy là hiệu quả của công cụ lướt sóng GA nó như thế nào. Rồi Hân chỉ nói qua về cái hiệu quả và cái kết quả của dự báo từng rồi thôi, và tiếp tục theo từng này thì chúng ta có thể thấy là cái nhóm ngành xây dựng vẫn đang tăng trưởng rất là tốt anh chị ha. Chính vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục có những dự báo tích cực về đối với các cổ phiếu nhóm ngành xây dựng về cái đà tăng sắp tới của nó anh chị ha. Chúng ta đã có đây số 2, số 11, số 10, số 6, đó chính là bất động sản khu công nghiệp, dệt may, nông lâm thị nông thủy sản, xây dựng sẽ tiếp tục là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường anh chị ha. Sau đây chúng ta sẽ nói vào những cái tên mới và những cái tên có suy yếu trong tuần này. Chúng ta có thể thấy được đó chính là cái nhóm ngành dầu khí. Sau nhiều tuần liên tiếp khoảng 6-7 tuần gì đó theo Hưng nhớ, thì trong tuần này chúng ta đã thấy được cái nhóm dầu khí đã suy yếu, có một dấu hiệu suy yếu mạnh so với VN-Index chị ha. Và điều này thì chúng ta cũng thấy là bình thường thôi, khi khi một nhóm ngành nó đã tăng quá mạnh thì cái sự điều chỉnh của nó là hoàn toàn hợp lý, và cái dấu hiệu suy yếu của nhóm dầu khí đã bắt đầu có dấu hiệu rõ hơn rồi chị ha. Những anh chị nhà đầu tư chúng ta có thể chốt lãi. Nếu mà chúng ta vẫn còn nắm giữ các cổ phiếu dầu khí, chúng ta đã có thể chốt lãi anh chị ha. Chúng ta có thể thoát ra được rồi, chúng ta sẽ vào những nhóm ngành mới, nhóm ngành chuẩn bị có xu hướng tăng mới đây. Nhóm ngành phân bón cũng có một cái phân bón, thì nhóm ngành phân bón chỉ điều chỉnh nhẹ thôi. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ quan sát. Nếu an toàn thì chúng ta có thể canh chốt 50% đến 70% cái tài khoản của chúng ta có thể chừa một ít lại để tiếp tục theo dõi anh chị ha. Một cái tên mới trong tuần này Hưng phát hiện và muốn chia sẻ với anh chị nhà đầu tư, đó chính là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Và nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán thì cũng đã được công cụ GGA khuyến nghị cũng được từ tháng 10, từ ngày 6 tháng 10, có nghĩa cũng được một tháng rồi. Và hiện tại đã đạt có ba cổ phiếu, đó chính là CTS, chứng khoán Công Thương, chứng khoán Agribank và chứng khoán SSI. Thì hiện tại chứng khoán CTS thì chúng ta đã chốt lãi rồi, nên là cái bảng nó không có hiển thị. CTS vẫn hôm nay vẫn tiếp tục lãi nữa, đã được khuyến nghị từ ngày 6 tháng 10 anh chị ha. Chúng ta đây là khuyến nghị rất sớm, là từ chúng ta được một tháng rồi, và sau đó là chúng ta có thể thấy được một cái đoạn tăng cực kỳ mạnh. Hôm nay chúng ta có chứng khoán của Agribank cũng tăng mạnh, mức tăng trần cũng được khuyến nghị từ vào ngày 6 tháng 10 anh chị ha. Và hiện tại với việc hiện tại là chúng ta đang thấy là biểu đồ của nhóm ngành chứng khoán đã quay lại vào cái nhóm cải thiện, nhóm tăng trưởng rồi. Đây là một cái tín hiệu khá là tích cực.
Và chúng ta có thể thấy là nó đang có một cái đoạn đi cực kỳ dài trong tuần này, một cái đoạn sức mạnh đi cực kỳ dài trong tuần này, cho thấy chúng ta đang thấy được là nhóm chứng khoán khả năng cao sẽ là nhóm mới gia nhập vào nhóm dẫn dắt thị trường chúng ta vào tuần tới, vào các tuần sắp tới anh nữa anh chị ha. Chính vì vậy đây là cơ hội để mà những anh chị nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán mà để tham gia. Nhìn vào chart cầu thị hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có những cái điểm vào hợp lý. Chính vì vậy mà các công cụ GA của công ty Hưng hôm nay cũng chưa có những cái khuyến nghị mua mới đối với các cổ phiếu chứng khoán anh chị ha. Chúng ta có thể chờ đợi thêm một thời gian khi mà các cổ phiếu này nó có một sự điều chỉnh về các vùng giá, vùng hỗ trợ hợp lý thì lúc đó chúng ta sẽ canh mua anh chị ha. VND cũng tăng cực kỳ mạnh, tăng không có tăng vượt đỉnh và sau đó là không có một cái điểm nào vào mới luôn. Hưng cũng rất muốn tham gia nhưng mà khi nó đã tăng mạnh như thế này thì thật sự vào nó rất là rủi ro, nó không có một cái vùng giá an toàn. Khả năng cao chúng ta có thể canh khi nó điều chỉnh về vùng EMA 20 và chúng ta sẽ lại mua lên chị ha. Thì đây đó chính là nhóm ngành chứng khoán anh chị theo dõi nhé, khi mà tìm tìm những cái vùng giá điều chỉnh về hợp lý chúng ta sẽ mua. Trong tuần rồi chúng ta có bất động sản dân sự, sau các tuần liên tiếp tăng mạnh thì nó đã bắt đầu đi ngang yếu hơn một chút và tuần này nó lại có sự yếu hơn một chút nữa, với cái nhiều cổ phiếu và trong đó thì công cụ GA cũng đã có những khuyến nghị, trong đó có hai cổ phiếu đó chính là Đất Xanh và NDN. Thì đối với hai cổ phiếu này hiện tại thì vẫn đang lãi tốt anh chị ha. Đây khuyến nghị từ cái ngày ngày 5 tháng 11 là chúng ta có thể mua mới vào ngày 8 tháng 11 với các mức giá và hiện tại đều là lãi trên 12%. Nếu update mới hôm nay Đất Xanh vẫn đang tăng, nó tăng là hôm nay Đất Xanh tăng thêm 2,66% nữa. NDN hôm nay tăng nhẹ, như vậy là các cổ phiếu hôm nay đều đạt mức lãi là từ 12 đến 15% chị ha. Chỉ sau một tuần nắm giữ và chúng ta đạt mức lãi này thì đây có thể là một mức lãi cực kỳ tốt đúng không ạ? Thì cái với cái việc là cái biểu đồ sức mạnh này nó vẫn đang ở trong nhóm cải thiện thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi đối với nhóm ngành bất động sản dân sự này. Và Hưng cũng đã thấy rõ được có một cái gì dòng tiền nó đang đổ vào bất động sản anh chị ha. Một phần đó chính là chúng ta đang có những cái dự báo lạm phát khả năng sẽ là cao. Chúng ta có gần nhất có thông tin đó chính là lạm phát từ Mỹ là cao nhất 31 năm qua. Những cái thị trường trên quốc tế, những cái nước lớn hiện tại nó đã có những cái dự báo về lạm phát và những con số nó đã cũng khá rõ ràng và lớn. Chính vì vậy và hôm nay cũng có một cái bài báo là thống đốc tài chính hay đó ngân hàng hơn không nhớ là cũng có dự báo về 2022 chúng ta sẽ có đợt cũng có lạm phát lớn. Chính vì vậy những cái kênh đầu tư như là bất động sản, vàng và mới nhất là chúng ta có coin đang hút dòng tiền khá là tốt. Khi mà lạm phát xảy ra thì nhà đầu tư sẽ tìm các kênh để mà ta trốn. Thật ra chứng khoán cũng là một kênh để nhà đầu tư chúng ta đang trốn vào đó, để tránh tránh được cái phần nào của lạm phát đồng tiền của chúng ta bằng cách là chúng ta đầu tư vào một kênh có thể sinh lời tốt hơn cái khả năng lạm phát. Và chứng khoán cũng đang khá là hút dòng, chính vì chúng ta có thấy là chứng khoán cũng đang hút dòng tiền cực kỳ mạnh trong thời gian gần đây đó. Thì đối với nhóm bất động sản dân sự vẫn đang trong nhóm cải thiện và cái với việc mà dòng tiền sẽ đổ vào chứng khoán thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng các cổ phiếu bất động sản dân sự sẽ còn tăng trưởng nữa anh chị ha. Tuy nhiên thì chúng ta cần chú ý những cái điểm mua, tìm những cái điểm mua hợp lý. Ví dụ như hiện tại nó đã tăng mạnh như thế này thì chúng ta vẫn chưa vội tham gia, chúng ta thể canh nó điều chỉnh về những vùng giá hợp lý hơn. Cách thân hay chia sẻ là về gần EMA 20 nè, cứ gần EMA 20 chúng ta mua là được an toàn. Rồi cũng gần hết rồi, cũng gần hết các nhóm ngành anh chị ha. Chúng ta có một cái nhóm ngành có mũi tên đi lên là trong tuần này là y tế dược, có một mũi tên tăng nhẹ nhưng mà nó vẫn chưa thoát khỏi cái nhóm xoay quay nhóm xíu anh chị ha. Nên chúng ta nhóm vẫn này còn khá yếu, nhóm lắc game còn khá, nên chúng ta vẫn có thể chưa chưa cần phải quan tâm. Thì cái buổi chia sẻ cũng dài rồi, và Hưng cũng đã đưa ra những cái dự báo về nhóm ngành tăng trưởng trong tuần mới rồi. Hy vọng anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ chọn lựa được những cái nhóm ngành tăng trưởng tốt
và chọn được những cổ phiếu tốt trong cái từng nhóm ngành này để mà chúng ta đầu tư và tiếp tục có lợi nhuận anh chị ha. Thì là những anh chị nhà đầu tư nào cảm thấy những cái công cụ mà Top Farmer Group cung cấp là hay và hiệu quả thì anh chị có thể liên hệ số hotline cho là 0988 531 538 để được đăng ký sử dụng công cụ. Hiện tại bên Top Farmer Group vẫn cung cấp cho chúng ta trải nghiệm một tháng trải nghiệm miễn phí anh chị ha. Chúng ta có tận một tháng để trải nghiệm miễn phí cái công cụ này, và nếu chúng ta thấy hiệu quả thì chúng ta mới phải gia hạn đóng phí để mà sử dụng công cụ. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy không hiệu quả thì chúng ta có thể ngừng nghe bất cứ lúc nào và chúng ta không phải mất gì cả anh chị ha. Và Hưng cũng rất là welcome anh chị đến với Top Farmer Group để sử dụng trải nghiệm công cụ này, cảm nhận được cái sự hiệu quả của công cụ, và nó sẽ giúp được chúng ta kiếm được lợi nhuận thật sự tốt trên thị trường anh chị ha. Và lời cuối cùng, Hưng xin chúc anh chị nhà đầu tư đạt được nhiều thành công trên thị trường chứng khoán. Hưng xin cảm ơn.